quánh hồng mà khỏi đầu thai á. Tại sao hả? Vô thấy tư miếu vô ẩn ẩn vô đó phá năm khỏi đầu thai đó tôi nói trước á. Bị bú không hay là gì? Giờ bác sĩ có đi bác sĩ nói sao không? Dạ nói hồi đầu tiên thì nó là bị hạch bình thường, rồi sau mà tự nó có em bé cái nó bự lên nó thầy. Giờ mình đã đành mà bác có đi bác sĩ có đi khám bệnh là nói bú hay là bị cái gì nói như? Thì bác sĩ kêu hạch cũng dạ, bác sĩ kêu hạch. Dạ nó không dám. Vô nó nói coi có hành đau nhất không? Hay là cái vết thương này nè? Đau cái này thôi. Kéo cái áo ra coi cái gì mà vừa đi theo người ấy chi mà không biết gì trơn, chết mồ rồi. Không vừa kéo chỉnh qua cho tôi nhìn coi. Dục quá giờ ốm nhiều à. Ăn uống gì được không mà vậy mà ốm dữ à? Dạ. Ăn ít lắm mày, ăn cháo, cơm, cái miệng đây bị cứng. Mà bị như vậy đó giờ cũng không đi bác sĩ. Dạ có đi bác sĩ nhưng mà giờ hết sức rồi, bác sĩ không nhận. Rồi bỏ tay rồi bác qua chú qua. Tại mình không còn sức á thầy. Giờ nó cứng một bên này là cứng hết. Dạ nó cứng có một bên mà bên trái rồi. Nó hở ra được. Nó hở ra nửa xíu à. Ờ để gì mà quá chừng dữ vậy. Bị nặng quá rồi. Cái này nặng quá. Nè bây giờ về lấy cái miếng khạc hay là cái miếng gì không biết nha. Mà mài để miếng nước vô. Cứ giật mài ra. Mài vô trong cái khạc. Cho nó ra nước cho nhiều. Cho khá nhiều lấy cái mẻ ha là hoặc lấy cái nắp lu sành nó được không thầy? Để cái miếng khạc. Bây giờ lấy cái miếng khạc. Dạ. Lấy miếng khạc nhỏ đó để nước vô. Dạ. Cầm cái này mài hoài. Mài cho ra nhiều chút. Dạ. Cho đừng cho loãng quá. Dạ. Rồi chắc ra trong cái nồi nhỏ ha là hoặc cái gì đó. Hiểu không? Dạ. Rồi chế một miếng giấm nuôi vô. Dạ. Phải không? Dạ. Rồi quậy hơ cho nó nóng, quậy đều ra. Dạ. À, rồi cái mà để nguội ấm á. Dạ. Đau chỗ nào phết hết chỗ đó. Dạ. Làm đi làm lợi một ngày như vậy đó, phết đi phết lợi vài ba lần nha. Dạ, một ngày mài một lần thôi, mài một lần xong rồi vậy rồi để phết thường. Phết xuyên. Phết khá coi nó vô coi vài ba lần nó trong một ngày đó coi nó dúng mình nó mềm lại cái chỗ đó hay không. Dạ. Rồi báo cáo cho tôi thêm. Dạ. Nha. Dạ. Rồi cái này một lần uống mưa. Uống không được hả sao thầy? Hả? Uống không được. Còn không ngâm là lấy ra 5 viên. Ngâm nước nóng tán ra cho mềm nhỏ vô. Dạ. Đừng ấy nhiều quá cái rồi ngủ. Lỡ nó ngủ say mê cái rồi. Không ngủ được thầy, tối là thức trắng đi. Rồi nó ngủ say mê cái rồi không biết la làng nha. 5 viên thôi. Chế nước sôi vô uống không được. Quậy ra nước nhiễu. Nhiễu từ từ cho uống hết cái đó rồi để ý. Dạ. Nếu nằm em ngủ được mà nhiều quá mà lỡ ngủ mê cái nữa cái không biết cái gì hốt quảng là nói bậy nha. Dạ. Đó nói vậy con cho con gói à. Dạ một lần 5 viên hả? 5 viên thôi. Dạ. Một ngày một lần thôi. Một ngày chỉ có 5 viên một lần thôi. Gói một đó đi rồi uống cho hết cái đó rồi để ý coi thấy nó nhẹ hay không. Vô cái vết thương đó phết lên coi cái vết thương đó trong một ngày đó nó có mềm không? Nó mềm hay là nó thịt da nó teo nó như dúng mình á.
nó nhân lợi đó là cái ở trong đó đó nó có biến chuyển rồi nha. Dạ, cái này chỉ là một ngày uống 5 viên thôi. Dạ. Uống nhiều quá rồi nhờ lỡ cái này là lỡ nó ấy cái nó ngủ. Uống giấc nào dạ thầy? Lúc nào cũng được. Dạ. Dặn thêm cái này nữa muốn cho nói chuyện được. Dạ. Vì hái chín đọt sung. Chín đọt sung. Sung ăn của mình đó, sung dạ. Trái đó chín đọt. Đâm chút xíu muối. Dạ. Được, cho nát được. Hết. Dắt nước. Dắt lấy cái nước nhiễu xuống ngậm từ từ, đừng có uống một lần một mà từ từ chép nước từ từ cho nó tan cái khối u lở ở trong đó đó. Mấy cái lượng lục cục lòn hòn ở trong hiện bây giờ nó bám tùm lum á, từ từ nó nhả nhỏ lần lần thì nó chuyện hơi được liền. Dạ, dạ, nha. Dạ, chứ... nếu thấy như vậy được biết không? Dạ. Rảnh làm thêm cho nhỏ xuống lần nữa. Dạ. Từ từ thì một ngày mình làm mấy lần chín đọt sung đó hả? Chín đọt sung thấy em được thì làm tiếp. Dạ. Để thôi đó, nó ứ lâu ngoài mà nó có mùi hôi đó là vô phương. Dạ. Nha không? Dạ. Vì ấy đi rồi là nó nhẹ liền. Dạ. Rồi có gì alo tôi rồi tôi đi không được tôi chỉ thêm. Dạ. Rồi cũng đừng cho em ăn đồ cứng liền hay là hoặc nấu cháo mềm cho hấp vừa từ từ hả bồi dưỡng thêm chứ để vô cái nó phá bao tử cái bao đời nữa nghe không? Dạ thầy ba giờ con nó hay bị trứng. Rồi được rồi biết rồi. Không có chịu vô đây đó. Không. Đừng có giả ngộ với tôi về làm đi vừa tử ai cái gì biết liền. Không có giả ngộ đâu nghe không? Buông ra cho mau nha. Mà bị một lần tứ nhì nữa là quánh bỏ mạng khỏi đầu thai đó. Chứ không phải giải ngộ nha. Đừng thấy người ta ương yếu mà tới đó mà làm rối nha. Một lần này là một lần tình nghĩa nha, một lần thứ nhì là quánh khỏi đầu đi đầu thai đó. Nha. Mấy giả ngộ à. Buông ta ra cho mau. Nghe không? Tôi dễ lắm á, mà tới nước tôi đầu là tôi chụp ngang là khỏi đầu thai vậy à. Về cho anh ta ăn uống đàng hoàng nha. Hiểu không? Rồi nói rồi đó. Có tương, có chao đồ đó, có muốn dùng cái gì cần ái gian. Có nồng mà khỏi đầu thai á. Tại sao ạ? Vô thấy tư miếu vô ẩn ẩn vô đó phá. Có lẩu với trời đất không? Mình là cái bấm người ta hữu hình, đừng làm những cái tù đó tôi không thích. Thôi yêu cầu năng cõi đầu thai đó tôi nói trước á. Còn có anh hùng xưng tên đi. Dì luôn hả cô? Vô. Cái tặng gì hả? Thôi con cứ thầy đi về ha. Sao nãy không chịu vô? Vậy giờ vô thì hỏi thầy đi về sao không chịu về? Nãy vô bây giờ về không chịu về. Đi.
Dạ thầy đi về. Cho nó giảng nó cùng là được cái đó dầu cái là nó em mà dù đẩy đọc xung ra nó đẹp giảng. Đẹp giảng không sao hết nó khỏe nha, nó giảng bây giờ là nó giảng được cái là nó chuyện được về. Cho nó lên xe cầm đi, ngồi đó đi, ghế ngồi nó lại đi.